Vì một vài công việc, các dạ xoa ấy thấy công giả Sariputta trong đêm có sáng trăng, ngồi giữa trời với tóc mới cạo xong. Thấy vậy, một dạ xoa nói với dạ xoa thứ hai: Này bạn, ta có ý muốn đánh trên đầu vị sa môn này. Được nghe nói vậy, vị dạ xoa này nói với dạ xoa ấy: Chớ có làm, này bạn, không làm gì được với vị sa môn này. Này bạn, sa môn ấy vĩ đại, có đại thần lực, có đại uy lực. Lần thứ hai, vị dạ xoa ấy nói vị dạ xoa này: Này bạn, ta có ý muốn đánh trên đầu vị sa môn này. Lần thứ hai, vị dạ xoa này nói với vị dạ xoa ấy: Chớ có làm, này bạn, không làm gì được với vị sa môn. Này bạn, sa môn ấy vĩ đại, có đại thần lực, có đại uy lực. Lần thứ ba, vị dạ xoa ấy nói với vị dạ xoa này: Này bạn, sa môn ấy vĩ đại, có đại thần lực, có đại uy lực. Lần thứ hai, vị dạ xoa ấy nói với vị dạ xoa này: Này bạn, ta có ý muốn đánh trên đầu vị sa môn này. Lần thứ hai, vị dạ xoa này nói với vị dạ xoa ấy: Chớ có làm, này bạn, không làm gì được với vị sa môn này. Này bạn, sa môn ấy vĩ đại, có đại thần, đại lực, có đại uy lực. Lần thứ ba, vị dạ xoa ấy nói với vị dạ xoa này: Này bạn, ta có ý muốn đánh trên đầu vị sa môn này. Lần thứ ba, vị dạ xoa này nói với vị dạ xoa ấy: Chớ có làm, này bạn, không làm gì được cái vị sa môn này. Này bạn, sa môn ấy vĩ đại, có đại thần lực, có đại uy lực. Rồi dạ xoa ấy không nghe theo, dạ xoa này liền đánh trên đầu tôn giả Sariputta. Với cái đánh này có thể làm ngã con voi 7 đến 8 khỉu tai cao, hay làm bể tan ngọn núi lớn. Ngay lúc ấy, dạ xoa ấy hét lớn: Tôi bị cháy, tôi bị cháy, và rơi vào địa ngục. Và con đã đọc xong đoạn 1. Cảm ơn cô Như Pháp đã bớt bài. Xin gửi mic lại cho Xích Pháp Nguồn Lào Cai. Dạ sa thú cô Trần Đạo, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Đức. Con kính lễ cô tu nữ Như Pháp. Dạ con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Cảm ơn cô Như Pháp. Cô Trần Đạo, cô Hoàng. Dạ con La Ná với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân thấy tôn giả Sariputta bị đánh trên đầu, thấy vậy liền đến tôn giả Sariputta. Sau khi đến nói với tôn giả Sariputta, mong rằng hiền giả có thể kham nhẫn, mong rằng hiền giả có thể chịu đựng, mong rằng hiền giả không có đau đớn. Này hiền giả Mốc Gá La Ná, tôi có thể kham nhẫn. Hiền giả Mốc Gá La Ná, tôi có thể chịu đựng. Hiền giả Mốc Gá La Ná, nhưng đầu tôi có đau. Thật vi diệu thay, hiền giả Sariputta. Hiền giả Sariputta thật có thần lực lớn, thật có uy lực lớn. Ở đây, thưa hiền giả Sariputta, con dạ xoa đánh trên đầu hiền giả, đánh thật mạnh. Với cái đánh ấy có thể làm ngã con voi, làm ngã coi 7 đến 8 khỉu tay can, hay làm bể tan ngọn núi lớn. Và tôn giả Sariputta nói như sau: Này hiền giả Mốc Gá La Ná, tôi có thể kham nhẫn. Này hiền giả Mốc Gá La Ná, tôi có thể chịu đựng, nhưng tôi có hơi đau đầu. Thật vi diệu thay, hiền giả Mốc Gá La Ná. Thi hữu hiền giả Mốc Gá La Ná có đại thần lực là tôn giả Maha Mốc
Gã La Ná có đại uy lực vì rằng hiền giả có thể thấy được Dạ Xoa, nhưng tôi này không thấy được một con quỷ đói. Thế Tôn với thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân nghe được câu chuyện như vậy giữa hai vị long tượng ấy. Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này. Tâm ai như tảng đá, an trú không dao động, không tham vật khả ái, đáng phẫn nộ không sân. Tâm ai tu như vậy, từ đâu khổ đến được. Hết ạ. Dạ con đã đọc xong phần đoạn 2 con kính dâng mic đến cô Cẩm Vân ạ. Dạ sa thủ. Sa thủ kính cảm ơn Sít Pháp Nguồn Đồng Cai. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sân Kha Giá. Con kính hành lễ Đức Phật, con kính hành lễ giáo pháp, con kính hành lễ Đức Tăng. Con kính hành lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Đức cùng chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong rung. Con xin đọc kinh Tiểu Bộ Y Tý Bút Tá Cá. Kinh Phật Tự Thuyết chương 4 Phẩm Mê Ghi Giá. Bài 4. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Ra Chá Gá Há tại quê Lú Quá Ná, chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Lúc bấy giờ tôn giả Sariputta và tôn giả Maha Mokkala Mokkana trú ở trong động chim bồ câu. Lúc bấy giờ tôn giả Sariputta trong đêm có sáng trăng ngồi giữa trời với tóc mới được cạo xong. Đang nhập định, có hai Dạ So là bạn với nhau, đang đi từ phương Nam lên phương Bắc vì một vài công việc. Các Dạ So ấy thấy tôn giả Sariputta trong đêm có sáng trăng ngồi giữa trời với tóc mới cạo xong. Thấy vậy một Dạ So nói với Dạ So thứ hai: Này bạn, ta có ý muốn đánh trên đầu vị Sa Môn này. Được nghe nói vậy, vị Dạ So này nói với Dạ So ấy: Chớ có làm, này bạn, không làm gì được với Sa Môn. Này bạn, Sa Môn ấy vĩ đại, có đại thần lực, có đại uy lực. Lần thứ hai, vị Dạ So ấy nói với vị Dạ So này: Này bạn, ta có ý muốn đánh trên đầu vị Sa Môn này. Lần thứ hai, vị Dạ So này nói với vị Dạ So ấy: Chớ có làm, này bạn, không làm gì được với vị Sa Môn. Này bạn, Sa Môn ấy vĩ đại, có đại thần lực, có đại uy lực. Lần thứ ba, vị Dạ So ấy nói với vị Dạ So này: Này bạn, ta có ý muốn đánh trên đầu của vị Sa Môn này. Lần thứ ba, vị Dạ So này nói với vị Dạ So ấy: Chớ có làm, này bạn, không làm gì được với vị Sa Môn. Này bạn, Sa Môn ấy vĩ đại, có đại thần lực, có đại uy lực. Rồi Dạ So ấy không nghe theo, Dạ So này liền đánh trên đầu tôn giả Sariputta. Với cái đánh này có thể làm ngã con voi đến 7-8 khuỷu tay cao, hay làm bể tan ngọn núi lớn. Ngay lúc ấy, Dạ So ấy hét lớn: Tôi bị cháy, tôi bị cháy, và rơi vào đại địa. Và hết đoạn 1. Và mến mời bàn tay kế tiếp. Mời Nhung Phạm nha, mời Hạnh Kiểm nha, mời quý vị nha.
Dạ sa thủ kính cảm ơn cô Cẩm Vân. Nam mô Bích Tha giá. Dạ một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức như pháp kính chào đạo tràng. Dạ bằng cô Hình Kiểm ơi, mời cô Hình Kiểm mời Nhung Phạm ạ. Dạ xin mời bàn tay quý vị ạ. Alo Nhung Phạm có nghe được âm thanh như pháp không? Cô Hình Kiểm có nghe được không? Dạ sa thủ kính chào anh chị Phan Văn Liêm. Kính chào người phương Nam, dạ cảm ơn Pháp Môn Lào Cai. Dạ có lẽ là Nhung Phạm không cầm mic được phải không Nhung Phạm? Cô Hạnh Kiếm cũng không cầm mic được hả? Dạ Thi Na vào thì lại này, chắc nghe không được hay sao chạy ra rồi. Dạ một lần nữa như Pháp kính mời đạo tràng ạ. À. Mời vị nào chưa có ông bài thì có thể đưa bàn tay của mình lên à. Dạ, trong khi chờ đợi. Dạ, trong khi chờ đợi à, cô Trần Đạo có trước máy không? Cô Trần Đạo có để thể đọc được à, đoạn 2 không? Tại vì cô ít được vào room đó. Như Pháp mến, kính mời cô đọc đoạn 2. Dạ, nếu cô Trần Đạo có trước máy trong khi chờ đợi những bàn tay và sa thủ mời cô nha. Dạ nam mô Bụt Tha giá, nam mô Tham Ma giá, nam mô Sang Kha giá. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh Đại Đức Tự Đức cùng chư tôn đức tăng, kính lễ cô tu nữ Như Pháp, kính chào quý anh chị đồng đạo tràng. Con xin đọc đoạn 2. Tôn giả Ma Ha Móc Ca La Na với thi nhãn thanh tịnh siêu nhân thấy tôn giả Sariputta bị đánh trên đầu, thấy vậy liền đến tôn giả Sariputta. Sau khi đến nói với tôn giả Sariputta, mong rằng hiền giả có thể kham nhẫn, mong rằng hiền giả có thể chịu đựng, mong rằng hiền giả không có đau đớn. Này hiền giả Móc Ca La Na, tôi có thể kham nhẫn hiền giả Móc Ca La Na, tôi có thể chịu đựng hiền giả Móc Ca La Na, nhưng đầu tôi có đau. Thật di diệu thai hiền giả Sariputta, hiền giả Sariputta thật có thần lực lớn, thật có uy lực lớn. Ở đây thưa hiền giả Sariputta, có con giả so đánh đầu hiền giả đánh thật mạnh. Với cái đánh ấy có thể làm ngã con voi 7 đến 8 khuỷu tay cao, hay làm bể tan ngọn núi lớn. Và tôn giả Sariputta đã nói như sau: Này hiền giả Móc Ca La Na, tôi có thể kham nhẫn. Này hiền giả Móc Ca La Na, tôi có thể chịu đựng, nhưng tôi có hơi đau đầu. Thật di diệu thai hiền giả Móc Ca La Na, thật khi hữu thai hiền giả Móc Ca La Na, có đại thần lực là tôn giả Móc Ca La Na, có đại uy lực vì rằng hiền giả có thể thấy được giả soa, nhưng tôi này không thấy được một con quỷ đói. Thế Tôn với thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân nghe được câu chuyện như vậy giữa hai vị long lượng ấy, rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này. Đoạn 4. Tâm ai như tảng đá, an trú không dao động, không tham vật khả ái, đáng phẫn nộ, không sân. Tâm ai tu như vậy, từ đâu khổ đến được? Dạ cảm ơn cô Như Pháp đã tốt đài. Con xin gửi mít lại cho đạo tràng ạ. À. Con kính đảnh lễ Thượng tọa Pháp Tăng. Dạ, sa thú kính cảm ơn cô Trần Đạo. Dạ, cảm ơn cô Trần Đạo đã cho Như Pháp biết được tín hiệu. Nam mô Bích Tha giá, con thành kính lãnh lễ Thượng tọa Pháp Tăng cùng chư tôn đức vừa quan tâm và đạo tràng.
Dạ cảm ơn cô Hoa Nguyệt. Như pháp kính lễ quý bà quý cô tu nữ, như pháp kính chào đạo tràng, sa thú, như pháp kính cảm ơn tất cả quý cô đã đưa bàn tay xinh đẹp của mình lên để ôn bài ngày hôm nay. Dạ bây giờ thì cũng đã có thượng tọa pháp tăng qua đạo tràng và con xin phép cũng đến giờ học bài mới. Dạ. Như pháp kính mời đạo tràng cùng với như pháp lắng tâm thanh tịnh, cung thỉnh pháp sư. Dạ. À, để chúng ta sẽ học bài mới ngày hôm nay ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddhassa. Hàng thiện tinh mãi mê trần cảnh, nghiệp bướng bề nặng gánh lo toan. Ít khi tâm trí rảnh rang, não phiền kết buộc sân tham còn nhiều. Nghe chánh pháp như người được ngọc, nghe pháp nhiều chư Phật gợi khen. Phước sanh trí tuệ vô biên, đường đi sáng tỏ nhân duyên rõ ràng. Thịnh pháp sư đăng đàn thuyết giáo, vị nơi đây tâm đạo tỉnh thành. Ngưỡng mong chánh pháp thịnh hành, ngưỡng cầu thẩm nhập đạo lành Như Lai. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, con xin phép được đọc phần chánh văn trước khi chúng con tỉnh thường tọa pháp tăng giảng dạy bài học ngày hôm nay. Dạ, cho con 30 giây để con hốt bài ra. Dạ, kính mong đạo tràng hoan hỷ cho con hôm nay. Con gần như bao sân nên có nhiều sơ xuất. Dạ. Dạ. Kinh Tiểu Bộ Itibuddhaka, Kinh Phật Tự Thuyết, chương 4, Phẩm Mê Khí Giá. Bài 7 La Mã. Ô, con sai rồi. Dạ. Dạ, con sai rồi. Hôm nay học lại bài cũ. Hôm trước mà sư giảng không có được trọn vẹn do bị manh thoát, nó không cho mọi người vào đạo tràng. Dạ, con xin sám hối, con có trả lời ạ. Kinh Tiểu Bộ Itibuddhaka, Kinh Phật Tự Thuyết, chương 4, Phẩm Mê Đá. Bài 5. Như vậy, tôi nghe một thời Thế Tôn trú ở Kosambi. Tại khu vườn Gosita, lúc bấy giờ Thế Tôn sống bị các tỳ kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, các vua, các đại thần của vua, các ngoại đạo, các đệ tử ngoại đạo quấy rầy, bị quấy rầy nên khổ, không có thoải mái ăn ổn. Rồi Thế Tôn suy nghĩ như sau. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Như Pháp biết được tín hiệu. Nay ta sống bị các tỳ kheo ni vân vân quấy rầy, vì bị quấy rầy nên khổ, không có thoải mái ăn ổn. Vậy ta hãy sống một mình xa rời đại chúng. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát vào Kosambi để khất thực. Khất thực ở Kosambi. Xong sau buổi ăn đi, khi đi khất thực trở về, liền dọn dẹp sàn tò của mình, cầm y bát, không nói cho thị giả biết, không báo cho chúng tỳ kheo biết, một mình không có người thứ hai ra đi. Bộ hành hướng đến Bali Lai Giá Cá, tiếp tục bộ hành và đi đến Bali Lai Giá Cá. Tại đây Thế Tôn sống ở Bali Lai Giá Cá, khấm rừng khắp khí tá, dưới gốc cây sa la phát đá. Rồi một con voi bị các con voi cái
Các con voi con, các con voi còn mũ quấy rầy, ăn cỏ với đầu ngọn bị cắt. Ăn cỏ với đầu ngọn bị cắt đứt, ăn các cành cây bị gãy, uống nước bị vẩn đục. Khi hụp lặn xong nên khỏi nước, nó bị các con voi cái cọ sát thân hình. Vì bị quấy rầy nên khổ, không có thoải mái an ổn. Rồi con voi ấy suy nghĩ, ta bị cắt, con voi, các con voi cái, vân vân, ta vì bị phiền quấy rầy nên khổ, không có thoải mái an ổn. Vậy ta hãy sống một mình xa rời khỏi đàn voi. Rồi con voi ấy rời khỏi đàn voi, đi đến Bali Lây Giá Cá, tại khóm rừng Rách Khí Tá, ở gốc cây Sa La Pháp Đá. Tại đấy con voi ấy lại tại chỗ nào Thế Tôn ở, tại chỗ ấy nó dọn sạch cỏ với cái vòi của mình, đem nước uống, đồ ăn để Thế Tôn dùng. Rồi Thế Tôn, trong khi sống độc cư thiền định, tư tưởng như sao được khởi lên. Ta trước đây bị các tỳ kheo ni vân vân quấy rầy, không có thoải mái an ổn. Nay ta sống không có bị các tỳ kheo vân vân, không có bị các ngoại đạo, đệ tử các ngoại đạo quấy rầy. Vì không bị quấy rầy, ta sẽ sống an lạc, thoải mái. Còn con voi ấy cũng khởi lên suy nghĩ như sau: trước đây ta sống bị các con voi vân vân quấy rầy, vì bị quấy rầy nên khổ, không có thoải mái an ổn. Nay ta sống không bị các con voi quấy vân vân quấy rầy, ta ăn cỏ với đầu ngọn không bị cắt đứt, ăn các cành cây không bị bẻ gãy, uống nước không bị vẩn đục. Khi hụp lặn xong lên khỏi nước, ta không bị các con voi cái cọ sát thân hình. Ta không bị quấy rầy nên sống an lạc, thoải mái, an ổn. Rồi Thế Tôn, sau khi biết hạnh viễn ly của mình, với tâm của mình biết được tâm của con voi ấy, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này. Năm, đây là voi với voi. Với voi có ngà lợn, với tâm điều phục tâm, một mình vui thích rừng. Dạ, hết câu 5. Dạ, con xin đọc câu 6 La Mã. Như vậy, tôi nghe một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, tại Chetavana, khu vườn ông Anathapindika. Lúc bấy giờ, tôn giả Pindolapha đã rồi chá ngồi không xa Thế Tôn bao nhiêu, ngồi kiết già lưng thẳng, sống ở rừng, đi khất thực, mặc y lượng từ đóng rác, chỉ mang ba y, ít dục biết đủ, viễn ly không ưa thích hội họp, tinh cần tinh tấn, nói hạnh đầu đà, nơi hạnh đầu đà chú tâm vào tăng thượng tâm. Thế Tôn thấy tôn giả Pindolapha ra đòa chá ngồi không xa bao nhiêu, ngồi kiết già lưng thẳng vân vân, chú tâm vào tăng thượng tâm. Rồi Thế Tôn sau khi biết rõ ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này. Không mắng, không gia hại, chế ngự trong giới bổn, tiết độ trong ăn uống, nằm ngồi chỉ một mình chủ tâm vào tăng thượng, chính lời chư Phật dạy. Dạ, câu 6 đã hết. Con xin thay mặt đại chúng trong room thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Thân Từ Bi giảng giải hai bài học ngày hôm nay, như pháp kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, con kính nhân Minh Tránh Sư ạ. À, dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng.
Kính đảnh lễ chư tôn đức, kính chào đại chúng ở trong rung. Dạ. Quý vị có nghe rõ không ạ? Chúng tôi hai tuần rồi không có giảng ở trong rung Pháp Cú này. Lý do cái tuần đầu thì mới chuẩn bị giảng thì nó lại bị trục trặc, tâm thoát. Cho nên là không có vào rung được. Tuần vừa rồi thì đi mệt, đi xa quá rồi mệt, cho nên là cũng không có vào được. Hôm nay thì chúng tôi đang cố gắng vào, cũng mới vừa đi Sài Gòn về thăm thượng hòa thượng Chí Tâm bị bệnh, cho nên là đi thăm, rồi sợ về không kịp. Khi nãy là cô tu nữ Như Pháp có gọi hỏi, chúng tôi sợ về không kịp, là mất công trông chờ nữa. Chúng tôi nói thôi, để tôi về kịp thì sư về kịp thì sư sẽ liên hệ sư giảng. Nhưng mà về kịp. Bây giờ đi vào cái buổi học hôm nay. Tuần trước đó, hai tuần trước đó, thì chúng ta học bài 5, bài 6. Nhưng mà do rằng là không có giảng được cho nên còn nợ tới ngày hôm nay. Dạ. Do vậy thì bây giờ để bước vào giảng thì chúng tôi xin cùng quý vị hướng về Tam Bảo đảnh lễ tóm tắt. Arahang Samma Sambuddho Buddhang Phagavantang Apivadimi. Nhất tâm đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng giác. Đấng thiên nhân sư bi trí vẹn toàn. Soakato Phagavata Thammo Thammang Masami. Nhất tâm đảnh lễ giáo pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng. Đạo chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc, thiết thực hiện tiền vượt thời gian đến để chứng ngộ. Subati Bano Phagavato Sawakasankho Sankhang Nama Ami. Nhất tâm đảnh lễ chư hiền thánh tăng. Các ngài đã đắc quả thánh hoặc còn phàm, là mô phạm của quần sinh, là phước điện của chư thiên và nhân loại. Nguyện cầu mở ơn Tam Bảo gia hộ cho chư tôn đức, quý cô tu nữ, quý thiện nam tín nữ luôn được sự an lạc. Nam mô Bụt Tha Giá. Chúng tôi thấy rằng là bài 6, bài 5 nó có mối liên quan với nhau. Bài 5 thì nói về cái đời sống của Đức Phật độc cư. Mà cái sự kiện nó xảy ra đó là sự kiện Kosambi. Lúc đó là chư tỳ kheo bất hòa. Cho nên Đức Phật can gián hoài cũng không được. Đức Phật quở rầy cũng không nghe. Cuối cùng thì Đức Phật ngày đi vào trong rừng Ba Lây Giá Cá. Ba Lây Giá Cá thì có lẽ là con của tên của một khu rừng, nhưng mà do con voi nó sống trong khu rừng đó, cho nên là gọi là voi Ba Lây Giá Cá luôn. Thì chúng ta thấy cái hình ảnh của Đức Phật khi mà ngài đến đó, ngài tịnh tọa trong 3 tháng mùa mưa, an cư 3 tháng mùa mưa đó. Thì có con voi với lại có con khỉ hầu ngài. Và đời sống của ngài đó thì độc cư. Mình cũng nghĩ giống như là một con voi vậy đó. Thì nó có cái vẻ đẹp của con voi á, là cái ngà. Thì với một cái người bậc trí đó, thì chinh phục được tâm, điều phục được tâm, thì đó là cái điều quý nhất. Thì cái hình ảnh mà chúng ta thấy ở đây đó là như Đức Phật, ngài thích đời sống độc cư. Ngài thích đời sống độc cư. Do đó là cái việc mà chúng ta thấy xuyên suốt trong giáo pháp của Đức Phật đó, thì Đức Phật nêu lên sự khổ và nêu đến cái sự chấm dứt khổ. Cũng khi nói đến chấm dứt khổ đó, thì Đức Phật dạy cho chúng ta biết rằng phải tìm cái phương cách để làm cho chấm dứt khổ.
bằng cách độc cư thiền định, hoặc là hành giới, định và tuệ. Riêng cái bài số 6 này đó, thì nó sự kiện nó xảy ra ở tại Savatthi Chetavana. Chetavana ở đây chúng ta gọi là Kỳ Đà Lâm hay là Kỳ Viên. Kỳ Viên, chữ Hoa Ná nó giống như khu rừng. Chữ Kỳ Đà ở đây phiên âm từ chữ Chê Tá, có nghĩa là một tên của một cái vị hoàng tử. Hoàng tử, cho nên là nếu mà ai biết cái sự kiện này đó thì hoàng tử Kỳ Đà nó bán đất cho ông Cấp Cô Độc để xây cái chùa Kỳ Viên. Cái chùa Kỳ Viên, nhưng mà rồi đó là bán đất hết, nhưng mà cây thì ông hoan hỷ quá, ông thấy ông Cấp Cô Độc á, với điều kiện là trải vàng đến đâu là lấy đất đến đó. Khi mà nói như vậy rồi là ông Cấp Cô Độc cũng đem xe bò chở vàng lại xếp hàng, xếp dưới mặt đất, xếp trải vàng đến đâu là lấy đất đến đó. Rồi cuối cùng mà có những cái cây không có lót, không có lót đất, không có lót vàng, cho nên là cái cây cũng còn thuộc sở hữu của ông Thái tử Kỳ Đà. Cho nên Thái tử Kỳ Đà cũng nói lên một điều đó là cái cây đó tôi xin cúng cho Phật, cúng cho chư Phật, Đức Phật và chư Tăng. Cho nên là trong kinh có miêu tả là vườn của ông Cấp Cô Độc, nhưng mà cây của Thái tử Kỳ Đà. Nói như vậy để nói sơ qua thôi, để chúng ta thấy rằng ở đây đó nói đến một cái vị trưởng lão tên là Bindurāpāra-dacca. Thì cái vị trưởng lão này đó là theo trong cái lời kinh kể lại đó, thì ngài ngồi ở đó, ngồi kiết già lưng thẳng ở cách xa Đức Thế Tôn không bao xa. Thì đời sống của ngài đó thì thích sống độc cư, đi khất thực, độc cư đi khất thực, và lượm y mặc y từ gọi là y phấn tảo đó. Cái y này, cái vải này đó thì quý vị biết rằng được gọi là vải chứ không gọi là y. Vải phấn tảo hay là bằng gãy vải tha hoa ma mộ địa đó, cái vải mà gọi là băng sikula đó, thì cái vải đó là cái quấn những thây ma đó, những cái xác chết đó, quấn ở trong rồi đem ra tha ma mộ địa để ngoài đó. Bởi vì Ấn Độ họ có cái cách lâm táng nữa quý vị, mà Tây Tạng thì họ còn cái cách là điểu táng đó, tức là do cái vùng Tây Tạng chúng ta thấy rằng có những cái con cơn quả quả rất là nhiều, cho nên là khi mà bỏ xác ở đó là cái con đó nó ăn là còn cái bộ xương khô thôi, khô quay trắng luôn. Cái vải đó là người ta lượm về, người ta giặt sạch đi rồi ta mai. Thì cái mai, cái vải đó thì chúng ta biết rằng vải đó lượm từ đống rác hay là vải từ ở tha ma mộ địa đấy. Cái vải đó là vải vải băng sư cô lá hay là y hay là vải phấn tảo, chúng ta lưu ý. Cái vị trưởng lão này thì có những cái hạnh như vậy, rồi chỉ mặc ba y thôi. Ba y thì ở đây ba y cái y thứ nhất là cái y Antarawasaka, tức là chỉ cho cái y nội này, cái y nội mà chưa tăng thường bạn quấn ở bên dưới đó, người ta gọi là cái y nội, hay mình phiên âm và cái y an đà hội, do ấy nó vừa khuyên âm rồi vừa khuyên âm chứ Antarawasaka, cho nên là mình gọi là an đà hội. Y thứ hai đó là y Uttarawasaka, Wasakan Uttara, tức là chỉ cho cái y dài trái, tới cái y mà chư tăng thường bận ở trong chùa hoặc là đi ra ngoài đó, dắt lên trên vai. Ở trong chùa thì dắt ở bả vai, chừa một bên vai phải đó, bên vai phải, thì cái y đó gọi là y vai trái.
do cái chữ Uttara, Uttara. Cho nên là ở đây đó là thôi gọi là còn gọi là y thượng y đó, đó là cái y thứ hai. Và cái y thứ ba nữa là y Sankati, Sankatiya, tức là chỉ cho cái y tăng già lê mà mình thấy chư tăng thái thường bận, mà cái là dắt lên rồi cột lại đó, khi làm lễ hay là đi ra đường gì họ cũng hay có những cái trường phái, trường phái mặc dù là Phật giáo Nam truyền thiệt, nhưng mà họ có những trường phái thì họ lâm y, có những trường phái thì họ quấn y dây trái ra đường rồi họ dắt y tăng già lê, thì nói chung là có những cái trường phái như vậy. Nhưng mà cái y đó, đó thì đối với chư tăng Nam tông mà Việt Nam mình đó, thì khi nào mà có làm lễ ví dụ như là sám hối phát lồ nè, rồi lễ dân y ca thi ná nè, những vị thọ y tuyên ngôn giao y thọ y đó, là lễ xuất gia, xuất gia sa di hay là tỳ kheo thì thường là có mặc những cái y đó, thì gọi là tam y. Tam y là ba cái y đó. Rồi ở đây đó chúng ta thấy là vị ấy khi mà thọ dụng các cái món, cái tứ vật dụng, người ta gọi là tứ vật dụng, thọ dụng, vị ấy rất là cẩn trọng. Cẩn trọng, cẩn trọng đó tức là thọ dụng một cách chánh niệm tỉnh giác, tức là từ ở cái y phục vật thực, thuốc chữa bệnh và sàn tọa, tức là chỉ cho cốc liêu đó, thì vị đấy nó vừa chừng để vị ấy thọ dụng, và vị ấy chỉ sống một cuộc đời đi khất thực thôi, khất thực thôi. Và ở đây đó thì khi mà nói đến cái việc mà một người mà đi trì bình khất thực đó, thì vị ấy sống diễn ly, ít dục, thiểu dục và tri túc, tức là biết đủ và muốn ít, muốn ít. Cho nên là vị này có một cái hạnh đầu đà, đầu đà. Nói những cái công hạnh như vậy đó để chúng ta nói đến cái câu kệ ở đây mà Đức Thế Tôn ngài, khi mà ngài đã nói chuyện với lại khi mà Thế Tôn ngài thấy tôn giả Bình Đối Lạp Phara Đoa Chá ngồi không xa bao nhiêu đó, thì lúc bấy giờ thì chú tâm vào cái đời sống tăng thượng tâm. Tăng thượng tâm ở đây đó là chúng ta gọi là chữ Athichitta, là cái gọi là tăng thượng tâm. Mà tăng thượng tâm ở đây ấy, thì chỉ cho các cái thiền chứng nha, các cái thiền chứng, các cái thiền chứng của một cái vị hành giả. Bây giờ trở lại cái câu kệ, cái bài kệ mà Đức Phật ngài Đức Phật ngài nói lên như thế này nè. Không mắng, không gia hại, chế ngự trong giới bổ, tiết độ trong ăn uống, nằm ngồi chỉ một mình, chú tâm vào tăng thượng, chính là lời Phật dạy. Chúng ta thấy cái đời sống của các vị chư tăng ngày xưa đó, thì các ngài cái hoàn cảnh sống, cho nên là các ngài cũng sống rất là đơn giản, rất là đơn giản. Và các ngài chỉ chuyên tâm vào cái đời sống. Thứ nhất là phải nghiêm trì giới bổn. Từ ở cái việc mà giới bổn thanh tịnh giới, hay là gọi là tứ thanh giới đó, tức là những cái điều mà Đức Phật ngài ban hành. Chúng ta nhớ rằng luật tạng á, thì Đức Phật ban hành độ khoảng hạ thứ 12 trở đi. Có nghĩa là trước 12 năm trước đó đó, 12 hạ trước đó đó, thì Đức Phật chưa có ban hành luật, giới luật. Bởi vì cái thời đó là chư tăng chưa đông, rồi cái đời sau chư tăng rất là thánh thiện, cho nên là Đức Phật chưa có ban hành giới luật. Nhưng mà từ hạ 12 trở đi thì Đức Phật ngài mới ban hành giới luật. Thì cái giới luật là những cái điều mà Đức có những người
Đức Phật á, ngài không có ban hành trước, nhưng mà có một người nào đó vi phạm á. Sự thật là mình nói vi phạm thì bởi vì chưa ban hành mà sao vi phạm. Sự thật đó là không phải vi phạm, nhưng mà có một người làm một cái gì đó, Đức Phật thấy chính cái việc làm của người đó, hành vi của cái vị tỳ kheo đó đó, Đức Phật thấy rằng nó ảnh hưởng đến cái đời sống phạm hạnh, nó làm cho cái đời sống phạm hạnh không tiến hóa được. Cái thứ hai nữa, ảnh hưởng đến cái quy tín của tăng đoàn đó, cho nên là Đức Phật ngài mới ban hành cái điều luật. Thì kể từ cái người đầu tiên thì chưa có phạm luật, nhưng mà cái người thứ hai trở đi thì khi mà Đức Phật ngài ban hành rồi đó, thì kể từ ngày người thứ hai trở đi phạm đến những điều đó thì gọi là phạm giới luật. Chúng ta biết là như vậy. Như vậy thì ở đây đó, trong cái giới luật thì cái vị tỳ kheo đó đó sống có cái gọi là giới bổn thanh tịnh giới, tức là vị đó phải có cái sự am tường hiểu rõ về những cái điều học mà mình phạm hay là không phạm, phạm nhẹ hay là phạm nặng thì mình cần phải biết, chứ không phải là không biết. Nếu mà mình không biết á, thì có lẽ là mình phạm mà mình không hay. Cho nên là đòi hỏi một cái vị tỳ kheo á, về vấn đề giới bổn á, là mình cần phải có cái sự an tường, tức là giới bổn thanh tịnh giới. Cái thứ hai nữa đó là nói đến cái giới nữa đó, là cái đời phải có thu thúc lục căn, tức là thu thúc bằng mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, bằng cái gì? Bằng đời sống chánh niệm và tỉnh giác. Khi đi đứng nằm ngồi, mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm và ý suy nghĩ, thì vị đó luôn luôn có chánh niệm và tỉnh giác. Nếu không có chánh niệm tỉnh giác thì tâm tạp loạn, tâm tạp niệm. Khi mà tạp niệm sanh khởi lên thì pháp bất thiện nó sẽ dấy lên, cho nên là cả cái giới nó cũng không thanh tịnh được nữa. Cho nên là Đức Phật ngài dạy một vị tỳ kheo á, ngoài cái giới bổn thanh tịnh giới thì cần có cái sự am tường hiểu rõ. Còn cái thứ hai nữa là vị tỳ kheo cần phải có cái sự thu thúc các căn của mình bằng cái sự chánh niệm và tỉnh giác. Bởi vì nếu chúng ta không thu thúc thì không có thu thúc lục căn á, tức là không có chánh niệm và tỉnh giác trong cái qua cái nhìn, cái nghe, rồi cái thấy, cái ngửi, cái nếm, cái đụng đó, cái suy nghĩ đó, thì cái tâm nó bị thất niệm rất là nhiều, nó không được tốt, nó làm ảnh hưởng đến cái đời sống tu hành. Cái thứ ba nữa đó là nói đến cái thanh tịnh giới đó là cái gọi là thọ dụng thanh tịnh giới, thọ dụng thanh tịnh giới. Vị tỳ kheo trong bốn món vật dụng thì cần phải biết trong cái cách thọ dụng của mình, thọ dụng không cả ăn rồi mặc rồi y phục rồi là vật thực rồi trú xứ và thuốc chữa bệnh, thì mình cần phải quán tưởng những cái điều đó, quán tưởng những điều đó. Rồi cái đời sống nữa đó là cái giới nữa đó là chánh mạng thanh tịnh giới, tức là vị tỳ kheo phải trong bốn cái món vật dụng của mình, trong đời sống của mình không có sống một cái đời sống tà hạnh, mà chỉ là thọ dụng được những cái gì bởi những cái người đàn tính cúng dường, chứ không phải là làm bằng những cái nghề nghiệp này bằng nghề nghiệp kia để có những cái điều đó, có những cái lợi tức đó, thì cái đời sống nó cũng chưa phải là chánh mạng. Mà muốn chánh mạng được tốt đẹp đó, thì cái vị hành giả cần phải sống một cái đời sống độc cư, thiền định và trì bệnh khất thực ấy, thì mới có được cái sự lợi lạc đó, có được sự lợi lạc đó. Và tôn giả Bình Đô La Pharadwa Chá này đó thì sống một cái đời sống là như vậy. Cho nên rằng là ở đây đó là một cái người mà tu là gọi là tu thiền đấy, mình gọi là tăng thượng tâm á, cái vị mà đạt được cái tăng thượng tâm, tức là chỉ cho
chứng đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Sự thật ra đó là cái người tu thiền đó, chúng ta thấy rằng người ta không phải là người ta không có biết về cái lời dạy của Phật đâu. Người ta đã trải qua hết rồi, người ta đã có những sự chiêm nghiệm lắm rồi. Cho nên là khi mà bây giờ là họ chuyên tâm lo cái việc mà trao dồi cái tâm thôi. Cho nên là họ chế ngự ở trong giới bổn, rồi ngay cả cái chữ gì ở bên ngoài, xúc chạm ở bên ngoài, cả cái người ưa, cái người thương, cả cái người ghét, cái người chống bán hay là cái người thùng phục đó, thì những cái điều đó đối với các ngài nó không có làm tổn hại bất cứ ai. Đối với những vị đó không làm tổn hại ai, dù là người đó họ có gia hại mắng nhiếc như thế nào thì cái người đó họ không có nghĩ đến cái cách hại của người kia, người còn lại, người kia. Rồi á, là chúng ta thấy rằng á, là tiết độ ở trong cái sự ăn uống. Trong kinh nói á, là sự thật ra là mình cần có ăn thì mới có thể rằng làm cho cơ thể mình nó khỏe mạnh được. Bởi vì cái cơ thể của mình là cần phải nạp những cái năng lượng. Giống như là mình có cái thân này thì mình phải nạp đoàn thực. Trong kinh Trường Bộ, Đức Phật ngài có nói bốn cái loại vật thực đó. Thì đoàn thực, xúc thực, thức thực và tư niệm thực đó. Thì ba cái thực kia nó thuộc về tâm. Thuộc về tâm, tức là thức thực, tư niệm thực và xúc thực đó, nó thuộc về tâm. Nhưng mà cái thực phẩm đầu tiên thì gọi là đoàn thực đó, thì bao gồm các cái chất dưỡng tố, cả chất lỏng lẫn chất đặc, chất cứng hoặc chất mềm đó, nó là những cái dưỡng tố để nuôi cơ thể mình đó, thì nó không thể thiếu. Nó không thể thiếu. Cho nên là mình dùng các cái món vật thực á thì phải có cái gọi là, Đức Phật ngài nói là mình gọi là còn ba miếng nữa no đó, thì mình phải dừng lại, đừng nên ăn quá no, hoặc là mình cũng đừng có tham đắm ở trong các cái món các cái thực phẩm. Nó tập cho cái tâm của mình đừng có đắm nhiễm, tập cho cái tâm của mình đừng đắm nhiễm. Rồi khi cái tâm của mình không có đắm nhiễm như vậy đó, thì đó là một cách để giúp cho cái đời sống tu hành của mình nó được tốt đẹp. Nó được tốt đẹp. Bởi vì sao? Ở đây đó là khi mà mình có tiết độ vật thực đó, thì mình không có nặng nề về cái chuyện về việc mà ăn uống, ăn ra sao thì ăn, uống ra sao thì uống, chứ mình cũng không có nặng lòng về cái chuyện ăn uống, không có nặng lòng về chuyện, không lo toan về chuyện ăn uống, chỉ cần có để nuôi cơ thể này. Ở bên ngoài đời thì người ta có thể rằng ăn ngon, ăn sung mặc sướng gì đó, thì cái chuyện đó là chuyện của cái người ngoài đời. Nhưng mà cái người tu á, là nghĩ rằng á, là dùng các cái món vật thực này để nuôi sống cơ thể này mà thôi. Cho nên là nói là không phải ăn khỏe mạnh như những lực sĩ, không phải ăn như là tiết chế, hay là ăn cử kiêng như là những cái người gọi là những cái người hoa hậu, hay là những người duyên dáng tạo nên sắc đẹp mà thế gian thường nói. Tức là người ta ăn kiêng cái này, người ta ăn cái nọ để cho da người ta đẹp, làm cho dáng người ta đẹp, vân vân. Thì không phải, cái người tu thì không phải là ăn để làm cho cái người đẹp, hay là ăn để thỏa thích ở trong đó, hoặc là ăn để vui đùa ở trong đó, mà ăn để nuôi sống cơ thể này thôi. Đó là như vậy. Để nuôi sống cơ thể này thôi. Và ở đây đó, khi nói là nằm ngồi chỉ một mình. Một mình ở đây á, chúng ta hiểu là chỉ là một nghĩa đen, nhưng mà nó còn có một cái nghĩa bóng nữa. Một mình ở đây nghĩa đen tức là người sống độc cư đó. Người sống độc cư. Độc cư là xung quanh mình là không có ai. Cái người mà sống độc cư ấy, mà mình có cái gọi là mình vui ở trong đạo đó, thì
thật sự ra thì khi mà mình vui ở trong đạo đó thì mình mới có thể sống một cái đời sống độc cư được. Còn nếu như mà mình không có vui ở trong đạo đó thì mình không thể nào mà sống một cái đời sống độc cư được. Chúng ta lưu ý như vậy. Như vậy thì cái người mà vui thích sống trong độc cư, vui thích sống trong độc cư, thì cái người đó họ thật sự là tìm được cái sự an vui cho chính mình. Cái nghĩa của một mình ở đây nữa đó là gì? Tức là mình chỉ chuyên tâm, nhất tâm vào một trong đề mục, tức là cái hành xứ của mình. Hành xứ của mình, hành xứ của một cái vị hành giả thiền tập đó, tức là mình lúc nào cũng chuyên tâm vào trong cái đề mục mà mình đang theo dõi và đang gắn tâm vào đó. Cho nên là khi mà mình chuyên tâm vào đó thì cái tâm của mình không có tán loạn, cái tâm của mình không có phóng dật, cái tâm của mình cũng không có bị chao đảo trước những cái dục trần trên cuộc đời này. Điều đó rất là quan trọng. Cho nên là trong kinh nói đó là một hành xứ nên đi, có nghĩa là cái nơi mà chúng ta gắn tâm vào đó, tức là cái đề mục đó. Chúng ta hiểu là như vậy. Độc cư là chúng ta gắn tâm vào trong đề mục, không có bị tán loạn nội tâm. Mà khi mà cái tâm không có tán loạn thì chúng ta cũng dễ dàng có được cái sự an tịnh ở nội tâm. Như vậy thì cái điều kế tiếp ở đây, cuối cùng ở đây đó là gì? Chú tâm vào ở trong tăng thượng. Chú tâm vào tăng thượng. Trong khi chúng ta chuẩn bị cái đời sống của mình đó là gì? Mặc y phấn tảo, đi khất thực, không ưa thích hội họp, rồi không có cái người thiểu dục biết đủ, rồi cái người tinh cần, rồi cái người gọi là chuyên giữ gìn, hay là bảo những cái người mà thanh tịnh về tứ thanh tịnh giới đó, là cái nền tảng của một cái người tu. Nhưng mà để rồi chính vì vậy đó thì làm cho cái nội tâm của mình dễ đạt được cái sự an tịnh, đặc biệt là tăng thượng tâm. Tăng thượng tâm ở đây là athichitta, tức là chỉ cho cái nội tâm được an tịnh. Mà trước tiên là nói đến những cái thiền chứng. Chúng ta thấy một điều đó là để cho cái tâm của mình đạt được thiền chứng thì ít ra đó là cái tâm của mình phải đạt được cái gọi là cận định, tức là một trạng thái gom tâm rất là nhiều rồi, trạng thái định tâm rất là nhiều rồi. Mặc dù là cái định này nó chưa vững, nhưng mà đã có những cái sự tiền đề của phương pháp định, chứ không phải là không có cái định đâu. Và khi mà mình chứng đắc sơ thiền đó, thì chúng ta biết rằng một cái người mà chứng đắc sơ thiền mà mình hiểu cái tăng thượng tâm ở đây đó, thì ở đây là cái tâm an tịnh. Khi một cái vị hành giả chứng thiền, ngay cả những cái người phàm mà chứng thiền hay là những cái bậc thánh mà chứng thiền, thì chúng ta biết rằng cái nội tâm thật sự là có được cái sự an tịnh rất là lớn. An tịnh rất là lớn. Tâm không, chúng ta nghe ở trong chánh kinh Phật dạy rằng là vị tỷ kheo ly ác bất thiện pháp, chứng và trú sơ thiền, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sinh. Thì cái ác bất thiện pháp ở đây đó, tức là cái suy nghĩ, cái khởi lên những cái ý niệm bất thiện, cả đắm nhiễm ở trong các cái dục, rồi là nghĩ đến sự sân hận, nghĩ đến sự não hại đó, nó không có trong thời điểm đó, nó không có. Cho nên là ly ác bất thiện pháp, chứng và trú sơ thiền, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sinh, tức là cái tâm của cái vị hành giả đó ít nhiều lìa được các cái dục. Tâm của chúng ta đó là thường là bị những cái quay cuồng trong trần cảnh thôi, trong dục trần thôi.
tức là sắc, thinh, hương, vị, xúc, nó cứ làm cho chúng ta đắm nhiệm. Ví dụ như bây giờ mình ngồi thiền, tự nhiên mình nhớ ăn uống, hay là tự nhiên là mình nhớ bằng cái tưởng của mình, nhớ bằng cái tưởng của mình là nhớ cái mùi nước hoa, hay nhớ cái thức ăn, rồi nhớ cái sự xúc chạm, hay là nhớ cái gì qua cảnh mắt thấy, hay là dụ cái gì mà qua tai đã nghe, rồi tâm của chúng ta suy nghĩ những điều đó, thì làm sao cái nội tâm có được sự an tịnh. Và khi một cái vị hành giả chứng thiền đó, thì như chúng ta được nghe mô tả đó là vị tỷ kheo ly ác bất thiện pháp chứng và trú sơ thiền, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sinh. Tức là cái tâm thật sự là có được cái sự hạn chế ly được các cái dục đó, thì tâm mới thật sự là đi đến, lần lượt đi đến cái sự an tịnh được. Mà quý vị biết rằng một vị mà chứng sơ thiền thì vị đó làm cho cái trạng thái của hôn trầm nó lắng dịu đi. Tức là trạng thái mệt mỏi của thân, mệt mỏi của hạn chế suy tư của tâm, trạng thái buồn ngủ, trạng thái giả dự mệt mỏi đó, thì đó là một trong những cái cách do hôn trầm và vị thụy miên nó sanh khởi. Nhưng mà cái người mà chứng sơ thiền ấy, là một cái trạng thái làm cho cái tâm của một cái vị hành giả đã minh định, tỉnh táo hơn trong những cái lúc mà mình hành thiền. Chúng ta lưu ý. Cho nên ở đây đó là nói đến cái nhị thiền, rồi tam thiền, rồi tứ thiền, tức là ly hỷ trú xả, vân vân. Nói trong những cái trạng thái của thiền của một cái vị thánh giả đó, thì ở đây là một trạng thái hết sức là an tịnh. Các ngài đã đoạn tận phiền não, hoặc là các ngài đã chứng thiền mà mình hiểu là gọi là ở đây gọi là tam thiền, gọi là tam thiền của bậc thánh, gọi là thiền của bậc thánh, thì ở đây là một trạng thái diễn ly, một trạng thái diễn ly. Cho nên là các cái vị hành giả này đó là có một cái nội tâm. Và thật sự là ở đây nói rằng cái câu cuối ấy, nói chính lời chư Phật dạy. Đức Phật luôn luôn dạy cho chúng ta những điều đó, dạy cho chúng ta những điều đó. Nhưng mà rồi đó thì quý vị thấy rằng cái hoàn cảnh của ngày nay chúng ta sống á, thì cái tâm của mình nó khó an tịnh lắm. Khó an tịnh chứ không phải là không được an tịnh. Mình phải có cái sự quyết tâm rất là lớn. Và hơn nữa nó là phải là cái duyên của mình nó vừa đầy, nó được đầy đủ kìa, thì mình mới có để là thể rằng có được cái sự vững vàng từ cái nội tâm đắc định được. Còn nếu mà cái tâm mà không vững vàng thì cái tâm an tịnh còn chưa có nữa, chứ đừng nói tới đắc định. Chúng ta lưu ý như vậy. Cho nên là cái lời dạy xuyên suốt của Đức Chư Phật quá khứ, hiện tại và vị lai đó, có nghĩa là chúng ta làm sao có giới được thanh tịnh, có định được viên mãn và có tuệ được đầy đủ đó, thì điều đó rất là quan trọng, quan trọng rất là nhiều. Cho nên mình nhắc đến các cái hình ảnh của bậc thánh, như ở trong cái bài kinh này nói đến trưởng lão gọi là tôn giả Bindola Paradocha, đó là một cái hình ảnh mà chúng ta thấy rằng là khi mà ngài đã sống một cái đời sống độc cư rồi đó, thì ngài thực hành những cái pháp là đi trì bình khất thực, rồi độc cư thiền định, rồi tri túc thiểu dục, biết đủ muốn ít đó, thì đó là những cái cách để làm cho, và các ngài thực hành cái hạnh đầu đà. Hạnh đầu đà có thể là hạnh đầu đà có tới 10, chúng tôi nhớ không lầm là 16 pháp đầu đà này. Nhưng mà do cái hạnh đầu đà đó, cho nên là các ngài không có người, có vị thì nguyện đọa đầu đà là không nằm, ngăn quay ni nằm. Có vị là nguyện đầu đà là đi khất thực trong bát, đi đất thực mà dùng. Có vị thì nguyện đầu đà đó là chỉ thọ dụng ở trong bát mà thôi, tức là nhất bát, tức là ăn một lần
chứ không có ăn nhiều lần, vân vân. Nó có nhiều cái phương pháp đầu đà lắm. Mà phương pháp đầu đà ở đây đó là để chi? Để cho hạn chế cái gọi là cái tâm bất thiện nó sanh khởi lên thôi. Và cái hiểu đúng của mình đó là để cho nó làm cho cái tâm bất thiện không sanh khởi, chứ không phải là mình hành trì một phương pháp này hoặc phương pháp nọ, hành trì mà cái tư tưởng của mình, cái quan điểm của mình nó sai lệch đó, thì từ đó cái tà kiến nó khởi lên. Nó không phải là gọi là hạnh đầu đà. Nhưng mà hạnh đầu đà thì nó giúp cho cái tâm của mình ngày mai sau mình có sống trong cái cảnh nào đó, mình cũng có thể đối kháng nó được. Mình không có tính nổi mà phải phải khổ vì vì nó. Cho nên là chúng tôi nghĩ rằng là giống như là ngài 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 Ca Diếp vậy đó. Ngài là một cái vị trưởng lão. Cho nên là ngài được mệnh danh là một cái vị gọi là đệ nhất về đầu đà. Thì không phải là có nghĩa là ngài làm những điều đó để rồi được cái gì, được cái lời khen tiếng tốt hay lợi, được chứng đắc gì, bởi vì ngài đã thành tựu rồi, trở thành một bậc A La Hán rồi, thì ngài cũng không phải là mong muốn cái đó. Và ngài kể là càng cũng không muốn là người ta khen hay là chê ở đây. Ngài cũng không họ muốn người ta khen hay là chê ở đây, mà ngài làm những điều đó đó để noi gương cho cái hình ảnh, noi gương cho những cái hậu thế, tức là những cái người sau này nương vào đó thấy cái hình ảnh đầu đà của ngài mà đáng bắt chước, đáng học theo, đáng là hành trì theo, chứ không phải là vì cái mục đích khác. Cho nên ở đây đó, khi mà mình nói đến trưởng lão Bình Đô Lá Phá Rò Đò Chá, mặc dù mà Đức Phật ngày nói lên cái kệ ngôn ở đây đó là không mắng, không gia hại, chế ngự trong giới bổn, tiết độ trong ăn uống, nằm ngồi chỉ có một, chỉ một mình, chú tâm vào tăng thượng, chính là lời Phật dạy. Nếu mà mình đọc kỹ cái bài kệ này thì chúng ta thấy rằng nếu mà mình có cái sự chuyên tâm thì rõ ràng đây là một cái bài kệ Đức Phật dạy cho chúng ta, nó giúp cho chúng ta chuyên tâm hơn, hành trì tốt hơn trong cái lời dạy của Đức Phật để có được cái sự an lạc. Thì chúng tôi xin chia sẻ bấy nhiêu lời, chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Trước khi dứt lời thì kính chúc chư tôn đức thân tâm an lạc, chúc quý cô tu nữ, quý Phật tử luôn được sự an vui tiến hóa. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân thượng tọa Pháp Tăng đã giảng bài học này cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Dạ, chúng con kính tri ân thượng tọa Pháp Tăng. Dạ, con kính thỉnh thượng tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Dạ, con kính dâng mít đến thượng tọa Minh Hạnh. Mẹ quả tất sắp bằng mạng lăng ra khăn thư sắp bê đê quả tất sắp bằng bụt đà nữ hóa quê nê sà đà sở thị phong anh tư tê. Mẹ quả tất sắp bằng mạng lăng ra khăn thư sắp bê đê quả tất sắp bằng hàm ma nữ hóa quê nê sà đà sở thị phong anh tư tê. Mẹ quả tất sắp bằng mạng lăng ra khăn thư sắp bê đê quả tất sắp bằng sàng hà nữ hóa quê nê sà đà sở thị phong anh tư tê. Tất cả hạnh phúc an con đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư Tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.